Trên đó cái vé là người lớn 17 đồng ha, người người cao tuổi 65 trở lên 15, con nít là 9 đồng, học sinh 13 đồng, nhóm đi nhóm 15 người là mỗi người 13 đồng, 5 tuổi tới 0 tuổi là miễn phí. Trong đây là viện bảo tàng xe hơi ở tại thủ đô Bruxelles nước Bỉ. Xe này là xe Mỹ ha, 1910. Xe này là xe của Tây, 1901. Nhiều. Xe Mỹ Oldsmobile Model 6, 1904. Oldsmobile ha. Xe này hai người tay lái bên kia. Xe của Tây Peugeot 1906. Nhiều xe cổ nha bà con. Hôm nay mình ở trong cái viện bảo tàng xe hơi ở tại Bruxelles nước Bỉ. Xe này của Renault nè, 1909. Chiếc này cũng của Tây nè, xe Tây rồi. The Dion Bouton 1906. Xe hơi ngộ bây giờ. Khu bên đây là xe cổ, còn cái khu ở bên tay trái kia là xe đời mới sau này. Auto World, cái chỗ này nó gọi là Auto World. Mấy cái xe này mình thấy trong phim nhiều á, bây giờ mới có dịp vô đây coi. Cái này giống như là cái trạm đổ xăng người ta làm nhỏ xưa này. Tiếng Anh với tiếng Tây, 1910 nha. Trạm đổ xăng, cái cây xăng á. Cây xăng ở đây đó nè. Ngày xưa mình nhớ ở Việt Nam nó có cái bơm dầu hôi á, sau năm 75 á, đi lãnh dầu hôi người ta phát mỗi tháng cũng giống vậy nè. Đại khái cũng giống vậy nè, Total của Tây nè. Hãng dầu. Trong đó cũng là xe đó ha. Ở đây là xe nè, từ 1895 cho tới 1909. Bên đây có chiếc xe của Bỉ nè, Antoa 1905, 3.5 horsepower. Nè đã qua con. Bên đây cũng có một chiếc thôi nè. Của Bỉ luôn. Một cylinder 1903. Xe này giống như xe gắn máy, xe Romila, xe gì là Mobilet ha, giống. Đây là xe cổ nè, xe Ford nè. Cái này cũng 1914. Le Salon. Cái này là nắp xe ha. Quá trời luôn, có cái đó là cái bình chạm bơm xăng Total. Cái chỗ này nó gọi là Auto World nha bà con, Auto World ở tại Bruxelles nước Bỉ nha. Xung quanh đây là xe Mobilet nữa nè. Ở bên đây là trưng bày xe của hãng Peugeot nè. Peugeot Renault 1921. Xe đã không?
Peugeot 1913, bốn máy. Người nào mà có dịp đến nước Mỹ Bruxelles thì mình nghĩ nên ghé chỗ này nha bà con, chỗ này cũng nhiều xe lắm, người nào thích xe đó. Này có hai cái bánh xe cua nè. Sản xuất tại nước Anh nha, cái vỏ xe nè, Made in England nè. Dunlop nha, hiệu Dunlop. Wow, xe đã không? Máy xe nè. Cái này cái model người ta làm. Xe của Tây nè, 1913. Chiếc này cũng đẹp luôn, bên này kiểu nó làm như xe ngựa ngày xưa á. Radio có hai cái đèn ở đây, cái này là 1912. Radio DR2 của Tây. Có cái đèn giống ngày xưa. Citroen nè. Cái này có một người lái nè. Một người trên, một người sau. Này hai người ngồi. Này 1913. The Salon the Automobile 1910. Xe này cũng Mỹ đế nè, Franklin. Quay tay đó, mỗi lần mình muốn nổ máy á, mình phải quay cái này nè. Nó nổ máy. 1911 nha, Franklin Model G. Đây là xe Rolls Royce, cái chữ trên đó đó. Người ta làm cái khung này cho mình coi ở trong cái xe thiết kế như thế nào. Của nước Anh 1921, xe Rolls Royce Silver Ghost. Cái bánh xe đã không? Cái khung của nó nè. Máy móc không ha? Lái bên đó. Máy à. 46 12 máy. Có 12 cái bugi màu trắng á. Bên này 6 cái, bên kia 6 cái. Hai cái đèn bự kia sao? Này xe nó giống như là xe đua vậy ha. Ở bên đây là người ta ghi là từ 1920, 21, 22, 24 cho tới 29. Mấy cái xe model của nó đó. Đó cái bảng ghi là do not touch, đừng có rờ vô nha. Bugatti nè, 1928 của Tây. Đây còn xe đẹp quá. Bugatti. Bên này mình đi nhằm cái mùa Giáng sinh ở bên châu Âu á, cho nên người ta mở mấy cái bài hát của Giáng sinh á. Đa số hát nhạc tiếng Anh không, nhạc của Mỹ không à. Xe này giống như xe đưa thơ hay xe gì đây. Xe này xưa lắm rồi, nhưng mà còn giống như xe bán cà rem như vậy nè. Xe thấy
xe bán đồ ăn bự không, có cái bàn, ngày xưa có cái bàn, bàn đây còn ăn không. Đó, mình nhìn từ phía sau lên đây là cái xe người ta đi chơi, người ta làm gì ai biết. Ở bên đây là từ 1930 cho tới 1939, Ducati 1930 nè, xe này nè. Vâng, chiếc này là 1929 nha, của Ý nè, Lancia Lambda. Một nghìn chín trăm hai mươi lăm Chrysler Series B70, xe này xe Mỹ nè. Chiếc xe này 1937 xe đua của Mỹ nè. Đã không, trong cái hình là chụp hai cái ông đó, chụp hình với cái xe này nè. Còn ở trên lầu nữa nha bà con, giờ mình đi vòng ở đây, ở đây xe nhiều quá. Triển lãm mấy cái xe model, xe mô hình nè, đẹp không? Vào, chiếc xe này có lý nha. Carrera GT 2004 Porsche, xe Porsche hết sảy nha bà con, quá đẹp luôn, khí thế lắm nha. Auto World Brussels rồi không? Cái bảo tàng này nó tên là Auto World Brussels. Xe 2004 Porsche của nước Mỹ. Đây có cây Noel, cây Giáng sinh nè. Mình ở đây là mùa, đang là mùa Giáng sinh nha bà con. Bữa nay là ngày 30 tháng 12 năm 23. Đây xe tiếp nè. Giờ mình đi hết xe cổ ở dưới đi, xong mình lên lầu. Xe đã không? Cái đèn nó bự quá ha. Cái đèn bự lắm nè. Ở trong cái đèn của nó bự, cái tim đèn á. Xe đây nữa nè. Chiếc này là đời 2011 của Mỹ nè. À, ở trên đó là cái bản đồ của nước Mỹ á. Ngày xưa Luxembourg nè, phía bên đây Bruxelles là cái vòng vòng ở đó đó, đó đó. Mình lên phía bắc á, ở bên tay phải là phía bắc đó là giáp với nước Đức, còn ở bên tay trái là đi lên hướng Hà Lan đi, còn ở dưới này á là nước Pháp, giáp với nước Pháp, đây là Luxembourg nè, nó còn đi lên kia nữa nước Đức, rồi đi lên trên Đan Mạch ở phía bắc. Đây là giống xe ngựa ha. Rồi trong đây có gì đây? Trong đây là tranh ảnh không à? Máy nè. Phần khối. Người ta đang chiếu phim nói tiếng Tây không ạ? Total á, hãng dầu Total á, ở tại nước Mỹ nè. Khoan dầu làm dầu dưới nè. Bên này trưng bày hình ảnh lịch sử này kia thôi. Xe mô tô ngày xưa
lính Mỹ ngày xưa ở châu Âu Tây. Trong đây giống như là có xe. Wow, nhiều xe lắm nha bà con. Xe Rolls Royce Russell. Xe cảnh sát. Xe Citroen World War II, chiến tranh thế giới thứ hai. Xe này thời chiến tranh thế giới thứ hai. Đây xe mô tô là 1950. Bên đây là xe Mỹ nè, Chevrolet nè. Chevrolet nhìn đẹp quá nha. Xe màu pinky, màu hồng. Chiếc này đẹp nè, xe trắng trắng nó đẹp. Studebaker 1961. Xe Mỹ nha. Chiếc đó là Porsche. American Dream Cars. Xe gắn máy. Xe của Mỹ nè, 1949. 150 phân khối, 2 người. Cái bình xăng nằm ở đây nè, đã không? Có cái dây sên mình đạp được luôn không? Ở này xe Mỹ nè, nhìn là biết xe Mỹ rồi. Wow, xe đã không? Cameraman giờ là Andy nha. Andy quay phim. Xe này giống như trong phim Cars á. Đây là Chevrolet nè. Đẹp không? Cái này người ta tái tạo lại cái người ta là sơn bóng lên nữa. Xe này là Soto nha. Wow, đã không? Đây. Xe mô tô là đã không? Cái này Honda. Wow, cái này Mỹ Đế nè, DeSoto 1956 Diplomat Custom Convertible. Cái này giống như là xe ngoại giao. Cái này ngoại giao. Okay. Ở đây nữa nè. Này xe Mustang nè. Corvette nè. Corvette 1965 này. Cái bình xăng kìa, cái bình là bơm xăng. Xưa có này là Mustang nè, màu trắng nè, 1965 Mustang à. Đã ha, xe đẹp quá. Bên đây là cái trạm xăng nè, xăng Fina Total Tay. Total là có tay nha mọi người. Đây xe Mỹ đó nè, nguyên khu này xe Mỹ không à. Xe này xe gì đây? Cái này lâu lâu mình cũng có thấy nó chạy ngoài đường này, mà hiếp Chrysler nha, hãng Chrysler của Mỹ. Còn Mỹ Đế nè. Xe bự quá ha. Cái này xe qua đây. Xe. Bên đây là đi xe Chevrolet nè. Chevrolet Cadillac. Cadillac nè. Fleetwood 1958 V8 8 máy luôn. Chứ này khí thế không. Lincoln Continental 1965. Xe Mỹ mà có bản số của Mỹ nha, bản số chữ B á, chữ B đó, số 38. Còn bên đây là xe châu Âu. Ok, giờ mình đi lên lầu coi ha. Chiếc xe này là của Mỹ nè, 1959, có tí tẹo à, ngộ lắm nha. Một cái quạt nước đó. Ba bánh, ngoài trước hai bánh, ngoài sau một bánh. Xe ba bánh và tay lái nè. Còn bên kia cũng có chiếc xe tí tẹo. Xe này là của nước Anh nha, cái cờ Anh nè. Scuder Car 1964. Cái hiệu của nó nè. Scuder Car. Tay lái ngộ ha, tay lái giống máy bay vậy nè. Bây giờ mình qua đây cũng có chiếc xe này cũng xe này cũng chút xíu à. Tiger này 1959. Xe ngộ ha, xe bốn bánh luôn, hai người nha, người trước người sau. Chiếc này cũng vậy nè, chiếc này ba bánh nè ha. Wow, đã 1964 Roadster.
chứ cái này cũng weird, nó là weird. Let's look. So xe này convertible ha, mấy chiếc xe ngộ lắm nha. Đó xe này nè, không biết gọi là xe gì, nó giống như xe what you call this anh này, xe mô tô ha. Bên đây nè có mấy chiếc nữa nè. Chiếc này là của Mỹ Đế 1947 Crossley Type 4, 724 cc phân khối á, 3 hộp số, số 3, 3 số. Trên đây đại khái là nguyên như đó luôn. Giờ đi lên lầu đi ha. Chiếc này là 46 nè. Tấm sờ nha. Peugeot 1941 VLV VLV xe Peugeot. Chiếc này nè, cái này giống như xe đua vậy ha. Wow, chiếc này đã không. Porsche che vậy đó, Porsche. That's racing car ha. Cái này cũng xe đua đó nè. 2023 nha bà con. 2023 Porsche. Chiếc này là 2016 nè. Trong cái tủ kiến này là mấy cái mô hình xe đó. Chiếc này có cờ Mỹ Đế nè, xe đua 1997 Porsche 911 GT1 Evo. Chiếc này đẹp nè đây. You can carry two of your friends on both sides. Yeah, let's look cute. Đâu, cái này chắc là nó e nó chạy vô ha. Chỗ ngồi của người ta đã không? Xe này mang bản số của nước Đức nè, chỉ đi nè. 1981 Porsche 924 Carrera GTS Rally. Có cái anten ở trên này, sau lưng cái bánh xe cua. Trên đây toàn là xe Porsche hoa. Tuốt trong kia luôn. Auto World ha. Mình đang ở trong cái bảo tàng này gọi là Auto World Brussels nha. Xe đẹp quá ha. Thì bữa nay mình đang ở là tại Brussels của nước nước Bỉ, thủ đô của nước Bỉ, đi coi cái bảo tàng gọi là Auto World. Nãy giờ coi xe đồ cổ rồi, giờ lên lầu coi xe xe đua, xe Porsche. Ở dưới đây là hồi nãy giờ mình đi ở dưới á. Đi ở dưới, ở dưới đó nhiều nha bà con. Cái xe đã không? Sơn màu mè bông hoa tùm lum hết trơn. Chiếc này đẹp quá ha, đời 2022 Porsche Vision nè, cái tên của nó nè. Nên cái khu bên đây là xe Porsche. Chiếc này đẹp quá. Chiếc này mới nè, đời 2023 nè. Hybrid nè bà con. Hybrid ra đây ha.
That's a huge car. Electric này sẽ điện luôn nè. Ha, 2023 nè. Taycan GTS Sport. Sẽ điện nha, cái đó là chạc điện chỗ đó đó. Cái này nè. Mở cái nắp đó là chạc điện. Giờ qua bên đây coi tiếp xe. Đẹp quá ha. Auto World. Auto Union 1965. Bên đây là cái section này nó ghi là xe từ 1960 cho tới 1968. Xe này ngộ quá. Xe số tay stick shift. Xe cảnh sát quá ha. 1965 xe cảnh sát còn có đèn ở trên nè. Honda nè. Vào wow, Honda CB 200 1974. Xe đồ cổ nha, từ chiến hơn chiến. Bên đây là xe Lotus 1969 của nước Anh. Xe này xe đua, xe hiệu rẻ mắc tiền. Cái xe này đẹp quá. Ta sơn lại hết à. Peugeot nè. Một xíu à, Peugeot GL10 1973. U này trở đi là từ 1972, 74, 75. Opel nè, 1969, Opel cái logo của nó là cái này. Chiếc này là Mercedes 1964. Mercedes 230 SL. Tobianchi. Xe này xe của Ý là 1971. Đây là cái trạm đổ xăng Total. Super, xăng Super ha. Xe hơi nhiều lắm. Xe dài tốt kia là đủ kiểu hết trơn. Nhìn đẹp không? Phía bên này người ta làm cái background ở phía sau đó giống như cái nhà ở châu Âu á. Pháp ở Bỉ là giống giống nhau. Porsche 1976. Xe cảnh sát hả? Police nè. Xe cảnh sát. Cảnh sát đi xe này mới rượt tội phạm chạy đó. Có đèn, đèn cảnh sát đi chớp chớp. Này Opel. Renault ha, Renault 1982. Kiểu này nó ngộ ha, xe Renault. Quảng cáo vỏ xe Dunlop. Xe này ngộ không? Cái này nó có cái máy cho mình nghe lỗ tai nha. Mình muốn nghe người ta giới thiệu rõ ràng hơn thì mình đeo cái máy vô lỗ tai mình đi tới đâu nó nói cho đó. Toujours an evolution. Xe đó. 1983, 85, 87, 87. Tức là những cái tiến triển phát triển của chiếc xe đó theo năm tháng đó. Evolution tức là cách mạng này kia đó, tức là làm cho nó mới hơn đó.
Những chiếc này giống như đời mới sau này ha. Xe Mazda nè, Mazda CX-5 Miata 1988. Chiếc này nè, ở bên Mỹ có chiếc xe đó. BM 1993 850 CSI. Này, Honda nè, Honda NSX đời 1990. Xe này là chiếc xe ra đầu tiên của Honda, xe đua nè, xe thể thao bán bên Mỹ có nè. Cái này Chevrolet của Mỹ nè, chiếc màu xanh là Chevrolet, Chevrolet Cruze 2010, xe đua. Cờ Mỹ đế nè không, Marlboro quảng cáo xe Ý nè, Marlboro. Chiếc này ngầu hơn. Xe con cóc Biro nè, quảng cáo McDonald's. Xe đua thể thức. À, chiếc này đã không? Xe đua ngày xưa nè. Chiếc này 1929 Omega Racing Car. 4 máy. Xe này một người ngồi, xe đua ngày xưa. Cái máy nó dài. Chiếc này đẹp quá ha. Đó, ngày xưa cái cảnh đua xe ngày xưa nè, ta chiếu lại đó, trên đó đó. Máy này máy xe. Thank you for now touching, for not touching. Xe mô tô, tô đua. Cái này giống như cái garage xe đó, đó. Ta làm lại đó. Cái chỗ đua xe đó. Rồi, bây giờ đi qua chỗ khác. Đè quá trời. Chiếc này là 1975 BM, chiếc Volkswagen nha, Golf số 1, số 1. Beamer nè. Số stick shift. Này là 1925 ha. Xe này ngộ lắm nha. Nó tí tẹo à. Làm nó vuông vuông giống như kiểu xe ngựa ngày xưa có cái kèn nè. Cái kèn thôi ha. Cái kèn màu đen. Này cửa mở ra ở này ở bên trong nè. Bánh xe nó làm kiểu như bánh kiểu xe ngựa luôn. Này, ngoài đây bỏ được cái vali hay cái gì cột dây lại không? Bên kia có chiếc xe này. Cũng ngộ luôn, ở đây coi nè. Cái này nó thấp lắm nha. Xem chiếc xe màu xanh xanh này cũng nhỏ. Ngoài sau ngồi được 2 người, trên 2 người là 4 người thôi. Austin 1931 của nước Anh nè. Austin 7SS, hộp số 3 máy, 4 hộp số 3 tốc độ khác nhau á, 15 sức ngựa, 4 máy, 747 phân khối. Đây là chiếc xe Cadillac Series 62 Convertible 1959, 8 máy,
hộp số 4 số tự động nha, nặng 1900 kg, số tự động rồi đó, 59 mà làm số tự động rồi. Số tự động là cái cần gạt ở trên đó đó, gạt đó. Cái xe van mình ngày xưa cũng hộp số tự động, cũng cái cần gạt cũng giống vậy. Ồ, này ngồi được 3 người luôn ha, không cái ghế của nó liền luôn nè ha. Người sau hai người, người sau hai người, hai người bự chứ ba người Việt Nam ngồi được. Chiếc này chở được 7 người luôn á, xe đẹp quá ha. Ô, xe này Audi nè. Cái máy của nó sau là đã không? Audi RA 2013 Quattro All Wheel Drive đường 8 máy 2013-2015 giống nhau. Chiếc này là xe của anh nè, Jaguar 1972 E-Type V12 12 máy luôn nha. Hộp số 4 tốc độ. Bánh từ rear wheel drive, tức là cái bánh, cái máy nằm sau, cái bánh nó đẩy xe chạy về phía trước đó. Nãy giờ đi hết ở trên rồi, đây là cái cảnh ở bên dưới nha. Nãy mình quay cái khúc bên tay trái rồi đó, đi hết nguyên dòng chưa u luôn. Bên dưới thì ở đây cái mái nhà của nó nè, đẹp không? Nhà cộng cộng giống như là cái chỗ để máy bay á. Giờ mình đi xuống dưới đó mình coi mấy cái xe đua ở bên tay phải nữa là xong rồi, không hết rồi đó. Này cũng xe Porsche không à? Chiếc này là Tesla Roadster 2008. Ủa, cái này ngộ quá vậy hả? 248 horsepower. Hai số, hộp số, hai số tay mẹ nhỉ. Này đâu có thấy chạy bên Mỹ hết đi ha. I don't see this one in America. Yeah, cái đời nó là lâu lắm rồi. Nhìn cũng đẹp quá chứ ha. Nó làm nhỏ gọn. Xe này cũng xe điện nè. Xe này là xe Microlino 1.2020. Đây là xe 2020, xe có tí tẹo, giống như là hai bánh phía trước, một bánh phía sau. Xe này của Thụy Sĩ nha. Từ 1997 tới 2003 Toyota Prius ha. Prius chứ không phải là Civic. Prius Hybrid. Chiếc này thì bên Mỹ có nhiều lắm, chạy lung tung ngoài đường thấy có nhiều. Còn cái xe này ngộ nè. Xe này nó giống như cái viết chì á. Cái máy của nó nè. Nó còn như xích, nó kéo cái bánh xe chạy. Ngàn 899, 105 cây số một giờ. Cái của Bỉ. Đây là chiếc xe ba bánh nè. 1958 của Bỉ. Mô tô nha, chạy bằng mô tô động cơ đó, motor đó. Xe để người ta chở hàng, có hai cái tay lái, hai bên ghế ngồi. Nó giống như là xe Mobilet vậy, máy móc của nó nằm đó. Đó là xe gắn máy không à? Gắn máy 1925 bự quá, 125. Còn chiếc bên này là 1916, trên đó là giống như người ta tái tạo lại cái cảnh giống như cái chỗ sửa xe ngày xưa. Ở đây người ta để ghế cho mình ngồi á,
đây là xe mới, xe Porsche. Ông này cũng đang chụp hình GT3. Xe này xe chiến không, du khách nhiều, giang hồ hóa xe, xe Porsche nhiều, thấy người ta chụp hình nhiều nha. Đây là 2023 nha bà con, đời mới nha, chiếc này đời mới nè, còn đẹp quá trời rồi. 2023 đó, xe này là 2020 Porsche luôn, màu đen, màu xanh đen. Bên đây là 2013 cùng một cái đời xe của nó, Porsche 911 2013 mà khác năm thôi. Trên đó nãy mình đi rồi, với đây xe Porsche tiếp nữa, đây 2011 màu xanh. Xe này thì bên Mỹ mình thấy có nha, có nhiều lắm, người ta chạy cũng phổ biến, cũng có lai rai chứ không có nổi nha, đến nổi mà có. Này 2004 Porsche nè, càng về sau này á thì cái xe nó nhỏ hơn về sau, đời trước nữa 90 mấy thì xe nó nhỏ, còn 2023 xe nó bự hơn. Cái này là đời cũ nè, 1992 ha, chiếc này là đồ cổ rồi, chiếc này là đồ cổ luôn nè, à, cái nước sơn người ta làm đẹp đấy sợ. 1978 này là chiếc cuối cùng, là đời 1968. Wow. À, thôi giờ xong rồi, giờ đi ra. Bây giờ coi trong đây cũng có tiếng hồ à. Đi ra, cổng của nó tự động nó bật ra nha. Ngoài đây là cái tủ này, người ta trưng bày mấy chiếc xe, xe model. Đẹp quá ha. 5 tầng rồi. Xe này là xe model không? Cái giá bán của chiếc xe đó là 85 euro. Đại khái có ghi giá nha, mình muốn mua thì mình nói cho người ta biết muốn mua xe nào, người ta bán cho mình xe đó. Xe đua nè. Bên đây là cái shop nha. Cái này cũng có cái xe model nè. Đây là shop bán mấy cái xe mẫu cho mình đem về nhà mình trưng, trưng trong tủ kính á. Xe quá trời, thấy người ta mua xe Porsche nhiều. Này cái hãng, cái này là của Thái Lan nè, ở nhà mình cũng có xe, trong Costco nó có bán mấy cái xe này nè, lâu lâu nó có bán nè. Shop thôi, shop lưu niệm bán xe. Ok sorry, quay đến xe bên đây nữa nè, qua đây coi coi. Bên đây là có xe, xe đua không, là số xe đua không. Cái này là cái cổng kỷ niệm, người ta làm cái này kỷ niệm lúc đó là 50 năm ngày nước Mỹ giành độc lập đó. Bây giờ có đèn lên này, chụp hình tiếp ha. Và cái bánh waffle, cái mùi nó thơm, cái xe đó bán bánh đó.